Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi xin giới thiệu với tất cả người chơi những cái món hàng quen thuộc và chủ lực mà Khôi thường bán trên kênh YouTube của Khôi, đó là AR và Fixer. Thì đầu tiên em cặp loa AR chưa giật căng, chưa qua xỉa ba, thì Khôi cũng đã lên sóng cách đây 2-3 bữa trước, Khôi có live trực tiếp luôn. Còn hôm nay Khôi ghép với cả con âm ly mà được người chơi đánh giá nhận xét là con âm ly đánh hay nhất, con âm ly mà ghép với AR2 là hay nhất, ghép AR2 ấy bánh bò 2A hay gì cũng được, nó đều là hay nhất. Thì con âm ly có cái model Fixer 600T, và tại sao nó hay, tại vì nó là dòng xuất âm pin thế nha, chạy 11 sở sắc RCA, công suất cũng rất là tốt. Nếu mà anh em mà đánh AR3 bánh bò cũng được luôn, nhưng mà cái âm trầm hơi yếu so với AR2, thì AR3 bắt 30, còn AR2 là bắt 25, nên hoàn toàn đánh tốt. Và thằng điểm của anh em nó đánh trên cơ của 450T nhé, anh em cùng xem clip với Khôi. Đây nè, đây Fixer 600T rất tuyệt vời ha, có chữ 600, riêng chỉ có một cái dòng 600T á, thì có mấy in chữ nội ở đây thôi, còn bình thường những cái dòng kia là nó bằng gỗ, nó in lùa, nó hay bị tróc ha. Đó. Thì chỉnh bát chép là 2 tầng anh em nha. Chỉ có bát chép là đúng 2 tầng thôi. Ba lăng cái này volume on off này. Và Khôi cũng nói luôn cái volume nó rất quan trọng nha, những con âm ly nào mà tắt mở không được á là nó có vấn đề ha. Đó. Còn đúng chất của nó phải tắt mở được ha. Đó, rồi. Đèn dây tóc có một cái bóng đèn này thôi. Ban đêm thì nó sáng hơn tí nha. Đó. Rồi, thì có quay cho anh em xem cái đít luôn. Đây nè. Cái vỏ gỗ này made in Việt Nam, nhưng mà gỗ này gỗ sần nha, chứ không phải là gỗ như thị trường là cái gỗ dày mà gỗ ép đâu. Gỗ kia là nó mùn cưa đó, là nó sẽ dễ bị cong và bị hư theo thời gian. Còn cái này là này anh em này, gỗ MDF này, gỗ ép này, gỗ ba lớp ha, rất là tuyệt vời luôn. Rồi xong đó. Kích thước size này nó bằng với mấy cái con 500T đó. Cái vỏ nó sử dụng chung được, nếu mà anh em nào không có vỏ rồi á mà thì khỏi lấy vỏ, mình trừ tiền ra nha. À, Khôi quên cắm đèn để Khôi review cho nó đẹp. Đây, nó đẹp. Còn cặp loa anh em thì Khôi đã review cách đây 2-3 bữa trước, AR2 bánh bò chưa dịch căng nha. Chưa dịch căng. Nó rất là hiếm, chưa dịch căng, chưa xì ba mà hát tốt là hiếm lắm nha. Vì theo thời gian đó thường thì phải dịch căng ra để vệ sinh chế đáp. Bên này á do là bên lính đóng hàng bên công á thì nó cắt cái này này. Cắt để kiểm tra, để cắt trúng cái dao cắt ở đây. Cái này mình khâu là được ha. Đó. Tem cờ đầy đủ này, đây. Đít cờ rất là đẹp luôn, anh em nhìn này. Tem cờ đầy đủ ha. Cọc loa đầy đủ, cọc chít áp nhựa anh em nhé. Chít áp nhựa. Nó có hai đời, đời chít áp và sắt. Thì ngay đâu chít áp nhựa thì nó dễ thay thế, có đồ và chỉnh nó hay hơn nha. Cái đó thì anh em tìm hiểu thêm. Còn Khôi bán thì Khôi chỉ biết là tình trạng như vậy, hình thức như vậy và giá như vậy. Thì rồi Khôi đã tháo ra rồi nè, nắp ha, nắp sắt ở phía sau này, nắp này nắp đầy sò ha. Đấy. Còn zin chưa có sơn tốt. Tuy nhiên Khôi cũng nói luôn nè, nó bị mất nắp, mất ốc nhiều nha. Có nghĩa là ship từ bển về thì bị mất ốc nhiều. Với lại cái con này anh em cũng không có dấu gì luôn ha. Thì mình có thấy ở bên Mỹ nó có cái dấu bạo hình nha, chứ nó không còn là nguyên bản. Zin 100% như nhiều người hỏi là có chấm hàng không, thì Khôi cũng qua đây đầu năm thì Khôi cũng chia sẻ một cái clip để những anh em nào mà chơi các món đồ cổ này á thì mình hiểu thêm, mình có thêm những cái kiến thức cơ bản. Vì những cái món đồ mà hơn 50-60 năm đồ ráp tay này á thì nhiều cái linh kiện nó rất là hay hỏng, bắt buộc mình phải thay thế. Ví dụ như các cái con transistor là những con này này, đây con này, ba chân này nè. À, theo thời gian thì nó già đi, nó bị cái chân nó reset thì nó không có tiếp xúc đấy, thì mình phải thay. Đó, nó sẽ làm cho cái bao mật nó sai cái chỉ số. Đó, trong một cái con âm ly nó sẽ có phần công suất và phần rề. Đó, cái phần rề là phần điều khiển, nếu như mà nó sai chỉ số thì nó sẽ bị rề, nó bị rột rẹt, nó bị các thứ đó, nên mình phải thay. Bên cạnh đó là một số cái con điện trở hạn dòng nữa, ý nó quá tải thì nó sẽ bất ha, mình thay đó. Và phần quan trọng nhất là sò anh em, đây là sò sắt RCA bầu. Riêng cái con 600T này anh em bắt buộc phải đúng cái sò của nó, nên nó sò đi tông anh em nha,
sò điện tông. Những con sò này rất là mắc tiền ha. Mắc tiền, một cặp sò là mất 1 triệu bạc anh em. Và chạy tất cả ở đây là 11 con. Và Khôi cũng chia sẻ với anh em là cái đời mà xuất âm biến thể này nó có hai đời. Nó có đời là chỉ có 10 con sò thôi. Đời này 11 con sò này, đời này đời hay hơn ha. Đó. Theo cái giá trị thì nó sẽ mắc hơn. Đấy. Rồi. Thì con này anh em, ở đây nè, người ta đóng hai cái tủ này nó khác nhau về cái màu của em, nhưng mà nó vẫn là tủ giấy và cùng thông số, kiểu như là hết tủ hoặc là bảo hành đó, nên họ đóng cái tủ giấy vào nha. Đó, vài điều mà Khôi muốn nói như vậy để anh em cùng nắm rõ ha. Còn về hoạt động các thứ thì đang hoạt động tốt, Khôi lo về vấn đề kỹ thuật, nếu mà trong thời gian sử dụng hoặc trong cái thời gian sử dụng nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì Khôi hỗ trợ cho anh em là kỹ thuật xử lý tại nơi anh em ở nếu mà có điều kiện, còn không thì mình gửi vào trong Sài Gòn thì Khôi vẫn mang thợ chuyên nghiệp để làm ha. Rồi cơ bản là như vậy. Về mức giá này thì con này chắc chắn rồi, thì giá từ bao nhiêu năm nay nó sẽ rơi vào từ 16-18, thậm chí có nhiều thời điểm cao nó là hơn 20 triệu nha. Nhưng mà năm nay thì chắc chắn rồi, kinh tế xuống nha, và có cái mức giá rất là tốt này, nó chỉ đơn quân khoảng 15 triệu là có thể bán được con này, vì Khôi chỉ cần những cái món giá tốt nhất mới ship về ha. Rồi ok, thì phần bên dưới nữa thì Khôi sẽ lật lại cho anh em cùng xem luôn để em gửi nha. Đây nè, đây là nắp dưới, mình cũng không có sơn tốt ha, thì Khôi sẽ mở ra để anh em cùng xem. Rồi ở dưới này nó có tù nữa anh em nha, phần ở dưới nè, đây tù này, tù vàng, tù trắng này ha. Đó, con này nó xuất ở biến thế nhưng mà nó cũng xuất tù luôn. Tù bên này tù này, đây Khôi nói đây hai cái tù này nè, anh em nhìn này, hoàn toàn giống tù dinh với nhau hết nha, không khác gì, nhưng mà nó khác ở đây là một cái tù đen, một cái tù vàng cùng thông số. Đó, anh em nhìn các cái mạ này nó hoàn toàn giống nhau nên nó chẳng ảnh hưởng gì về chất âm. Đó, Khôi khẳng định với anh em như vậy. Ở ngoài ra thì các linh kiện cơ bản khác thì mình cũng chẳng có quan tâm nhiều, mệt nhá, chỉ biết là đó là vấn đề kỹ thuật, vấn đề cái này còn quan trọng này nè, vì đây là cái công tắc này là công tắc tích hợp Voluminox nha, nó phải là bật tắt mở được. Đó, còn nếu như mà những cái nào mà nó không bật tắt được thì nó bị lag, bởi vì nguyên tắc của hãng Fisher nó là như vậy, chưa có cái con nào có tiền đề là công tắc rời ha, mà nó tích hợp. Rồi ok, bây giờ Khôi lắp vào và Khôi sẽ test thử chất âm, anh em cùng nghe thử. Chẳng qua
đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em căn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần say từ nay xin chối từ, nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần say rồi, rất tuyệt vời nè. Nếu mà yêu thích nhạc vàng, nhạc xưa, yêu thích những cái nét cổ điển và đặc biệt yêu thích AR thì nên chọn cả bộ này, vì cả bộ này đã ghép ổn rồi. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu nha. Mua cả bộ thì lúc nào cũng được ưu ái, và đặc biệt trong năm 2024 này mức giá Khôi báo sẽ chuyển khoản đủ thì Khôi sẽ báo ship từ loa cho tới âm ly luôn nha, là hai luôn. Cặp loa thì Khôi sẽ bán dưới 20 triệu nha, còn có 5 ly từ trên 15 triệu một xíu, cả bộ từ trên 30 triệu, anh em tham khảo và lựa chọn. Cảm ơn lần nữa, chúc tất cả mọi người sẽ có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và không quên cho Khôi một like để kênh có cái sự tương tác nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.